Đại diện công an quận Hoàn Kiếm chiều nay cho biết, do vết thương quá nặng, một trong ba nạn nhân bị chém trọng thương là chị NTA, 21 tuổi ở Hà Nội đã tử vong. Chị A là vợ của đối tượng gây án Hoàng Nam, 25 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa đối tượng Nam với vợ là chị A. Hai người đã ly thân. Tối 23 tháng 5, Nam gây án khi phát hiện chị TA đi cùng bạn là anh NAH vào cửa hàng số 152 phố Hàng Bông mua quần áo. Nam đã rút dao đâm vợ và hai người khác trọng thương. Nhiều người tri hô ngăn cản và gọi lực lượng chức năng để cầu cứu. Lực lượng công an phường Hàng Bông đã có mặt cùng người dân đưa người bị thương đi cấp cứu. Cơ quan công an quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam về hành vi giết người.